Xin chào các bác đã đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp địa hình là Piru Ride 500, một thương hiệu xe mà rất là nổi tiếng ở trên toàn thế giới và được sử dụng. Cái thương hiệu được sử dụng rất nhiều tại những cái giải đấu chuyên nghiệp, thương hiệu là Piru rất là nổi tiếng. Nếu mà các bác có tìm hiểu qua về xe đạp thì cũng rất là quen thuộc với cái thương hiệu này. Và xe thì được sử dụng bộ chuyển động Shimano SLX và gạt đĩa DOG với 10 tầng líp và 3 tầng đĩa, bánh là 27 inch, khung nhôm, nước sơn nguyên bản, là toàn bộ xe là nhập khẩu nguyên chiếc, nguyên zin, zin hết tất tần tật 100% từ chi tiết khung nhôm. Tông màu rất đẹp, tông màu đen pha xanh rất là đẹp. Tông màu này hợp với hầu như là tất cả mọi lứa tuổi đều đi chiếc xe này đều đẹp. Sử dụng bộ SLX, về SLX phụ tùng gọi là gần như là cận cao cấp của dòng Shimano về địa hình SLX, trên gạt đĩa DOG. Họ rất là ngon. Líp này rất là đẹp. Líp của S-Jam các bác nhé. Líp S-Jam phụ tùng của Mỹ. Rất là đẹp. Vành nhôm, vành vành này là bao nhiêu inch? Vành 26 inch. Vành 26 inch nguyên bản của xe. Arctic Rim Made in Taiwan. Đến phần là ghi đông thì chiếc xe được trang bị bộ ghi đông cong hỗ trợ đổ đèo rất là tốt, và cái những cái ghi đông cong ở trên những chiếc địa hình nó tạo ra cái cảm giác lái cực kỳ an toàn. Tay bấm DOG này, tay bấm 10x3 này. Phanh dầu Shimano. Đây này, như thế, bên này là tay bấm DOG, phanh dầu Shimano. Và đây là cái khóa hành trình giảm sóc trên tay lái. Khóa hành trình giảm sóc. Sóc là sóc RST. Sóc RST. Cũng nguyên bản luôn, nguyên bản của xe luôn. Bây giờ em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe mà em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video để cho các bác xem. Xem đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 40 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 55 cm. Thì xe phù hợp các bác đi từ khoảng 1m60 đến khoảng 1m70 đi phù hợp. Chắc bị 4 lít 10 tầng, còn mỗi tầng là 3 tầng đĩa, 30 tốc độ khác nhau. Chuyển động rất mượt mà. Và chiếc xe có giá bán bên em là 11.800.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác mà quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả ấn nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác những video lần sau.